Huấn luyện viên Gerardo Martino xác nhận Messi không chấn thương trước trận đấu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần thận trọng vì Messi đã thi đấu liên tục trong thời gian ngắn. Sau khi gia nhập Inter Miami vào tháng 7, ngôi sao Argentina đã thi đấu 11 trận, ghi 11 bàn và kiến tạo 5 lần. Ở đợt tập trung đội tuyển vào tháng 9, Messi ghi bàn duy nhất giúp Argentina hạ Ecuador 1-0 rồi xin thay người cuối trận vì mệt. Messi cũng không được đăng ký thi đấu mà sắm vai trợ lý cho huấn luyện viên Lionel Scaloni ở trận tiếp theo thắng Bolivia 3-0 tại La Paz, nơi có độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển. Sân Mercedes-Benz của Atlanta là một trong 5 sân vận động có mặt sân cỏ nhân tạo tại MLS. Inter Miami không công bố lý do Messi và Alba vắng mặt, nhưng ông chủ Arthur Blank của Atlanta cho rằng mặt sân cỏ nhân tạo không phải là nguyên nhân. Việc Messi vắng mặt là sự hụt hẫng với 71.635 khán giả tới sân Mercedes-Benz tối 16 tháng 9. Rất nhiều cổ động viên mặc áo Inter Miami màu hồng có in tên Messi sau lưng, nhưng không thể nhìn thấy thần tượng. Messi thậm chí không di chuyển cùng toàn đội tới Atlanta. Khác với trận gặp Sporting Kansas City, nơi Inter Miami thắng ngược 3-2 dù vắng Messi hay trận họ đè bẹp chính Atlanta 4-0.